mở cái nồi chiếc tàu rút ra thì nó bị khuyết rồi, cho nên là nó la không à, chạy nó không đi luôn. Ê Vĩnh này giùm anh coi, nó cái nồi nó rơi nặng luôn á nè, nó rơi cọc 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 luôn á. Nhiều làm mày hết luôn, chua mòn hết rồi. Cái này nó không xài lò xo nha anh em, tàu gút nó giống như que 110 đời cũ đời đầu á, xài một miếng sắt nó ép thôi. Để mình làm xong mình test cho anh em xem sự khác biệt nha. Đây là cái nồi chiếc tàu gút sau khi mình làm xong anh em, làm mà mình cho nó hết cái dòng nồi luôn. Dính đây lại ơi. Cầm đây lại. Cứng rồi nha. Đó. Hồi nãy là nó rơi cục 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 quá, làm nó cứng rồi. Nó sẽ hết bị giọng lòi luôn. Cái bốn rồi. Dán lên 5 tép luôn. Cho độ bám nó tốt hơn. Giờ cái mặt này luôn. Xe này đi và cái đầu rốt này sau khi làm lòi xong cho nên hai cái bố bắc càng lên nó tép rồi mình hai cái nồi này là năm nồi sau luôn đó, nó sẽ bắt hơn anh em. Còn cái nồi zin nó xài chỉ có hai lá bố một lá tép thôi thì cái độ bắt nó sẽ không bằng rồi, nó xài bằng cái miếng đệm thôi à, nó không có lò xo. Con này mình thay nồi là lên năm lò xo luôn. Tàu gút là mấy anh em là khỏi lo về tụt nồi nữa, xe thì mạnh lắm mà nồi tụt hoài à, không làm đúng bài đó là chạy là bao bốc luôn. Nhôm rất là đẹp nha, cứng. Đấy, làm xong mình test xem cái đầu bắt của nó không. Sau đây là mình test cái con tàu rút mình lên nồi 5 lò xo cho nó bao bắt nha anh em, thử cái độ bắt nó cho anh em xem nha. Đó, số hả? Không. Đặt cái lò bắt. Tắt máy.